Mẹ ơi! Ôi trời, đã 7 giờ rồi sao? Thôi được rồi, thôi được rồi. Để coi. Nhân ái vô hình, tôi sẽ bảo vệ hòa bình cho thế giới. Mẹ mình là người ngoài hành tinh. Jane à, đã nói bạn phải cẩn thận. Anh ta rất nguy hiểm đó. Tom, làm ơn đừng nói những điều như vậy nữa, có được không? Mình sẽ chứng minh cho bạn thấy. Đó là đặc tính của người ngoài hành tinh, di chuyển thật nhanh để tự bảo vệ chúng. Tom, hãy cứu mình với. Không còn sự lựa chọn nào khác. Ta nhân danh sự hòa bình và tình yêu biến hình. Tom, mình thật xin lỗi vì mình đã không tin tưởng vào bạn. Không sao đâu Jane, nhưng mà bạn hãy luôn ghi nhớ thật kỹ, người ngoài hành tinh độc ác luôn ở xung quanh chúng ta. Bọn chúng nhìn rất giống chúng ta. Tôi là siêu nhân nhân ái. Ai vậy hả? Ta sẽ không tha cho đâu. Chính là tôi, mẹ của bạn đây. Bạn làm ơn về phòng làm bài tập mau lên. Nhưng tại sao mẹ chỉ la có một mình con thôi vậy? Cả Barbie và Mimi cũng đều... Đâu mất tiêu rồi? Bây giờ con có chịu về phòng làm bài tập chưa? Con là chị lớn của các em, vì vậy nên làm một tấm gương tốt mới đúng chứ. Người ngoài hành tinh độc ác luôn ở xung quanh chúng ta. Bọn chúng nhìn rất giống chúng ta. Đúng vậy, mình nhất định phải nhìn ra được ai là người ngoài hành tinh. Người ngoài hành tinh hả? À, phải rồi, mình đã nhớ ra rồi. Nó ở đây. Cuốn tạp chí mà cậu đã mang tới khi ghé qua nhà mình chơi, mình nhớ là có một mẫu chuyện về người ngoài hành tinh ở trong đây mà. Đây rồi. Không giống với người bình thường, người ngoài hành tinh có những khả năng rất là đặc biệt. Và trong số những khả năng đặc biệt đó chính là họ có thể ẩn mình trong một hình dáng rất rõ ràng. Nếu như người ngoài hành tinh ẩn mình trong một hình dáng rõ ràng thì... À, thì ra là như vậy. Mình biết có một người giống như mô tả này. Được rồi các em, chúng ta bắt đầu tiết học ngày hôm nay nào. Nếu nghĩ tới việc đó thì Minji là người rất đáng ngờ trong hình dạng một cô bé học sinh tiểu học. Có lên. Những khi các bạn khác đang chơi đùa thì Minji luôn có mặt. Cả lớp hãy nghe đây, trong đợt kiểm tra cuối kỳ này bạn Minji lại được điểm cao nhất. Hãy chúc mừng nào. Và bạn ấy luôn luôn học giỏi nhất ở trong lớp, lại còn luôn đứng đầu lớp piano nữa. Môn vẽ cũng giỏi, bạn ấy giỏi mọi thứ. Sau khi nghĩ lại mọi chuyện thì Minji thật sự rất đáng ngờ. À, Shadow à. Hả? Bạn có muốn ăn bánh gạo cay không? Hôm nay mình sẽ mời bạn nha. Sao bạn ấy lại đề nghị mời mình ăn bánh gạo chứ? Hả? Không lẽ bạn ấy biết mình đang nghi ngờ về bạn ấy rồi sao? Nếu vậy mình phải kiểm tra mới được. Đó là đặc tính của người ngoài hành tinh, di chuyển thật nhanh để tự bảo vệ chúng. Ừ.
như bạn là người ngoài hành tinh thì chắc chắn là bạn phải tránh được. Hả? Người ngoài hành tinh? Thì ra là gì? Bạn nghĩ mình là người ngoài hành tinh hay sao chứ? Đúng vậy đó, bởi vì bạn giỏi tất cả mọi thứ mà. Chadu à, nhưng bạn giỏi các môn thể thao hơn mình rất nhiều mà. Người ngoài hành tinh rất là khỏe mạnh, nhưng mình thì lại yếu ớt hơn bạn rất là nhiều. Ha, đúng như vậy ha. Minji à, cho mình xin lỗi. Do mình háo hức tìm người ngoài hành tinh quá. Vậy bạn có tiếp tục tìm hay không? Đương nhiên rồi, nhất định mình sẽ tìm ra được một người. Chị ơi, ra ngoài ăn khoai lang đi chị. Nhưng mà chị mới ăn bánh gạo cay rồi, không ăn đâu. Nếu vậy, em ăn luôn phần của chị á. Thiệt là hay quá đi. Tuy nhìn Mimi nhỏ bé như vậy, nhưng mà Mimi rất là ham ăn. Hả? Đúng rồi, chính là Mimi. Điều đầu tiên, Mimi thật sự quá xinh đẹp để mà làm em gái thiệt của mình. Từ khi Mimi còn nhỏ xíu đã được rất nhiều người khen vì gương mặt xinh xắn của em ấy và được tất cả mọi người yêu mến. Nhìn cách em ấy ăn kìa, không người bình thường nào có thể ăn như vậy được. Được rồi, vậy thì mình sẽ thử kiểm tra xem. Cá thu mực và tất cả các hải sản tươi sống đều sẽ được giảm giá. Không vậy, giảm giá nữa hả? Giờ là cơ hội của mình. Trời ơi, cái Mimi à, tại sao em không chịu né đi? Chị ơi, sao chị làm vậy? Chị xin lỗi, vì chị nghĩ em né được. Đừng đây, em sẽ mét mẹ cho chị coi. Chị năn nỉ em đó Mimi à, em đừng có mét mẹ mà. Chị hứa sẽ làm bất cứ thứ gì mà em muốn ha, có được không? Chị nói thiệt không? Vậy chị làm hết cho em đi. Thật sự là em không biết làm bài tập này hả? Vậy chị không chịu làm chứ gì? Được thôi. Mẹ ơi, cái đó chị sẽ làm liền mà. Chỉ cần một phút là xong ngay thôi. Đúng rồi, Mimi ngốc nghếch như vậy làm sao là người ngoài hành tinh được chứ. Mẹ về rồi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Các con à, bữa tối ngày hôm nay chúng ta sẽ ăn cá thu chiên nha các con. Mẹ đã mua rất nhiều cá và hải sản nè. Chúng ta sẽ không phải lo về thức ăn trong vài ngày tới nữa rồi. Sao mẹ lại có thể khỏe như vậy được chứ? Đúng, mẹ thật sự rất là đáng ngờ. Chính xác, mẹ có một sức mạnh siêu nhiên. Thật sự nhanh kinh khủng luôn. Những thứ mà người khác không chú ý tới thì mẹ có một cặp mắt sắc bén và sức mạnh phi thường để mang chúng về nhà. Ôi trời ơi, hết sạch rồi. Và có một bao tử tốt tới nỗi không thể tin được. Mình nhất định cần phải kiểm tra. Yeah! Con đang tính làm gì mẹ vậy? Không sai, mẹ chính là người ngoài hành tinh rồi. Con đang nói nhảm cái gì vậy hả? Mau về phòng làm bài tập ngay đi. Mẹ ơi, không phải người ngoài hành tinh. Ngươi hãy mau hiện con người thật của ngươi ra đi. Hả? Con vừa mới nói cái gì đó cha đu? Mẹ ơi, đau quá mẹ ơi. Gì vậy? Mẹ mình đã đánh mình một trận luôn. Đúng
mẹ bạn thật sự rất nhanh nhẹn khi làm những việc ở trong nhà. Và đối với mình thì bác ấy thật sự là một người rất là khỏe mạnh đó. Thiệt hả? Mình nghĩ những người mẹ trên thế giới này đều có một sức mạnh siêu nhiên giống như người ngoài hành tinh vậy. Để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Con đã nói chuyện điện thoại nãy giờ bao lâu rồi hả? Đi ngủ mau lên. Thôi mình đi ngủ đây Minchi à. Mẹ mình nổi giận rồi. Ngủ ngon nha Minchi. Tạm biệt. Hẹn ngày mai gặp lại. Ủa? Mình đã hiểu rồi. Người ngoài hành tinh chỉ xuất hiện ở trên tivi mà thôi. Người lớn nhất chính là chị không phải hay sao chứ? Hai đứa đó, tất cả những gì học được ở trường đều trả lại cho thầy cô hết rồi hay sao hả? Trường sắp cho nói điều đó hay sao? Không cần phải tìm nữa đâu. Tiếp đi, những điều cần biết chị vừa dạy cho các em hết rồi. Thôi đi, chị chỉ lỡ dẫn chuyện thì có. Các con ơi, mau ra đây đi. Kỳ lạ ghê, giọng của ba nghe không giống như là có mua đồ ăn vặt cho tụi mình đâu. Ba Bi à, em ra xem thử coi sao đi. Em biết rồi. Nhớ kỹ nghe chưa, nếu có đồ ăn vặt thì phải cho chị biết đó. Nhi Mi còn chờ gì nữa, tiếp tục quạt cho chị đi chứ. Ba, dễ thương quá à. Dễ thương thiệt. Trong hộp có gì vậy ba? Nè các con, mau qua đây đi. Một con mèo. Màu vàng. Dễ thương quá. Ba nghe thấy có tiếng kêu nên đã đi ra coi thử. Sau khi kiểm tra một vòng thì thấy cái hộp này ở trước cổng nhà của mình. Thấy sao nè, nó dễ thương có đúng không? Dạ. Mấy cha con ngồi đó làm gì vậy? Làm ơn mang cái thứ hôi hám này đi giùm cái. Sao lại mang về không biết nữa. Hey, sao em lại nói vậy? Trên người của nó đâu có mùi hôi gì đâu. Mà nuôi mày cũng rất tiện nữa chứ. Nó có thể bắt được chuột á. Mày đang làm cái gì vậy hả? Nè, có leo xuống hay không? Mày leo xuống. Bắt được rồi. Mày dám leo lên đầu của tao ngồi hả? Anh nhìn đi, bên nó cho cố vô để nó leo lên đầu của em ngồi kìa. Với lại con mèo nhỏ xíu như vậy thì làm sao có thể bắt được chuột kia chứ. Chuột bắt nó thì có. Ông xã, anh có nhớ cái vụ cha Đu mang về con gà nhưng thực ra là một con đà điểu hay không? Lỡ như nó không phải là mèo mà là một con cọp thì sao? Không phải đâu, nó chắc chắn là mèo mà bà xã. Ở cái này thì anh có thể đảm bảo. Em nói không là không. Lập tức mang nó đi khuất mắt em. Nhưng bà xã à, mấy đứa nhỏ nhà mình rất thích nó. Mẹ đồng ý đi. Tại sao mẹ của con lại có thể nhẫn tâm như vậy? Hả? Con nói cái gì? Dạ, mình có thể cho nó ở ngoài sân được mà mẹ. Chứ nó còn nhỏ như vậy mà đem bỏ thì tội nó lắm. Chuyện này đúng đó mẹ. Nó chỉ là em bé thôi mà. Nhưng nếu như vậy thì... Mẹ ơi. Ơi, ba bị. Mẹ giữ lại nó đi. Con với các chị sẽ cho nó ăn và tắm rửa cho nó. Chứ giờ mà đuổi nó đi thì tội lắm á mẹ. Ba bị à. Nếu như mẹ vẫn kiên quyết muốn mang em ấy bỏ đi, vậy thì con sẽ trở nên xấu xa và sẽ không nghe lời mẹ nữa đâu. Từ giờ con sẽ không làm ba bị ngoan ngoãn nữa. Mà sẽ giống như chị cha đâu. Ê, rồi, mẹ đồng ý. Nhưng từ giờ con đừng nói vậy nữa nghe. Dạ. Mẹ sẽ ghi lại để lần sau xài. Sao em có thể học mấy cái không hay ho chút nào vậy? Nhưng mà nó sẽ không được phép xuất hiện ở trong nhà. Cả bốn người phải tự phân công nhau chăm sóc cho nó thật tốt. Mẹ sẽ không làm gì cho nó hết.
mấy cha con có hiểu chưa? Dạ. À, đúng rồi. À, dễ thương quá đi. Em thấy chơi bóng vui quá chừng luôn. Em ấy thật sự rất dễ thương. Chị ơi, chúng ta đặt một cái tên cho em ấy được không? Đúng rồi ha, phải lấy cho em ấy một cái tên ngầu thiệt là ngầu luôn. Một cái tên mà khi vừa nghe qua lũ chuột phải run rẩy trong sợ hãi. Tom thì sao ta? Chadu, em ấy là con gái nên phải đặt tên dễ thương. Em mới nghĩ ra một cái tên Marie Antoinette dễ thương nè. Antoinette cái gì chứ? Tên Tom nghe hay hơn nhiều. Marie Antoinette mới là hay nhất. Chị ơi, em là người đã năn nỉ mẹ để chúng ta được giữ em ấy. Vì vậy em sẽ đặt tên cho em ấy. Đúng không mèo con? Đúng rồi ha. Những gì Baby nói nghe cực kỳ hợp lý. Vậy chuyện đặt tên cứ giao cho Baby đi. Em định lấy tên gì? Vì em ấy có bộ lông màu vàng cho nên tên em ấy là màu vàng. Thấy sao hả? Màu vàng. Em thích cái tên này không? Được rồi, tuy cái tên nghe hơi kỳ nhưng miễn là Baby muốn thì chúng ta sẽ gọi là Màu Vàng. Các con đang làm cái gì vậy hả? Trời ơi, mẹ đã nói là không được phép mang nó vô nhà rồi mà. Trời ơi, mang nó ra ngoài mau lên, không thấy nó vừa dơ vừa hôi nữa hay sao? Nhưng Màu Vàng đâu có dơ đâu mẹ, em ấy cũng không bị hôi luôn. Màu Vàng hả? Màu Vàng là tên của nó hay sao? Cái tên Màu Vàng này nghe qua cũng dễ thương à hen. Má, nhưng dù tên có đẹp hay không vẫn là không. Lập tức mang nó ra ngoài cho mẹ mau lên. Chuyện gì? Không được đâu Màu Vàng ơi, mau xuống đây đi. Má, mày lại chán sống nữa rồi sao? Sao em cứ leo lên đầu mẹ chị chơi hoài vậy Màu Vàng? Không sao đâu, ở ngoài sân cũng tốt mà. Ngoài này rộng, em có thể tha hồ chạy nhảy luôn. Góc bên kia chính là vườn rau của mẹ đó. Em muốn chơi ở đâu cũng được, nhưng đừng có qua tới bên đó nha. Ôi trời ơi, ở của tôi, rau diếp của tôi. Có chuyện gì vậy mẹ ơi? Mấy đứa nói đi, đứa nào đã làm rối tung vườn rau của mẹ như vậy hả? Nói mau lên. Không phải con làm đâu mẹ ơi. Thế cũng không phải là con. Tụi con sẽ không bao giờ làm rối tung vườn rau của mẹ lên như vậy đâu. Vậy có nghĩa là là Màu Vàng. Tao sẽ không tha cho mày đâu. Màu Vàng ơi, mau chạy đi. Cái đồ phá hoại. Bây giờ tao sẽ đem mày ra trại tập trung động vật luôn. Cho kỹ nha Màu Vàng. Bọn chị thật sự rất yêu quý em đó. Nhưng nếu như em muốn sống cùng với mọi người thì phải tuân thủ những nội quy ở trong nhà chị. Đúng vậy, trong nhà mẹ chính là bà chủ lớn nhất luôn. Vậy cho nên bây giờ em phải cư xử thiệt đúng đó, có biết chưa? Tao mà tìm được mày là mày sẽ biết tay tao đó mèo con. Ủa? Dạ, xin hỏi ai ạ? Đàn Hiên ạ. Mẹ mới lên hả? Tại sao mẹ lại không gọi cho con trước chứ? Mẹ lên thăm con gái của mình cũng phải báo trước hay sao? Sao đây, vậy mẹ đi về nghe. Trời ơi, không phải như vậy đâu. Con rất vui khi mẹ lên đây chơi. Đàn Hiên ạ, những ngày khó khăn của con đã qua rồi. Dạ, mẹ nói như vậy là có ý gì ạ? Thì hai ngày trước, khi mẹ đang làm việc ngoài đồng tỏ, đột nhiên cuốc của mẹ đụng trúng thứ gì đó rất cứng. Lúc đầu mẹ chỉ nghĩ đó là một tảng đá, nhưng mà ai ngờ mẹ tìm thấy vàng. Đó cũng chính là số vàng này nè. Trời đất ơi, đây thật sự là vàng mà mẹ đã đào được hay sao? 50.000, 100.000, 150.000, 1 triệu quá. Sao mẹ không ở lại ăn tối mà đã đi về rồi? Thôi không cần đâu, mẹ lên thăm cháu gái và cháu trai của mẹ sao? Nhưng mà Nan Hi An nè, hãy sử dụng để có cuộc sống hạnh phúc hơn nghe không? Mẹ ơi mẹ. Ủa? Hả? Cái gì đây?
Trời đất ơi, chỉ là một giấc mơ thôi. Nhưng mình lại có cảm giác mình đang cầm cái thứ gì đó trên tay thì phải. Không lẽ là... Trời đất ơi. Lại là mày. Màu vàng à. Thiệt là cái con mèo nhỏ đáng ghét này. Bà xã ơi, em bình tĩnh lại đi. Nó làm như vậy chắc chắn là để trả thù em đó anh. Không phải đâu, anh nghĩ nó làm vậy là muốn tặng quà cho em vì em đã chấp nhận nó ở lại đây mà thôi. Ba nói đúng đó mẹ ơi, con có đọc trong sách thấy người ta nói mèo bắt chuột tặng cho chủ nhân chính là để cảm ơn đó mẹ. Con đừng có nói nữa, sách mà con coi chỉ là truyện tranh hư cấu. Lần sau không biết nó sẽ tấn công hay là khiến cho mẹ tức chết nữa đây. Không nói nhiều nữa, ngày mai mẹ sẽ bán nó cho cửa hàng động vật, mẹ chịu như vậy là đủ rồi. Con ghét mẹ lắm. Mẹ. Không được, không được, không được. Mình phải vững vàng. Được rồi, tao sẽ cho mày một ân huệ cuối cùng trước khi bán mày đến cửa hàng động vật. Là 10.000 won. Nó chắc chắn sẽ là của mình. Bạn đã nói cho cô biết em chính là người đầu tiêu những trò chọc ghẹo những bạn khác. Tại sao em lại làm như vậy hả? Giờ em hãy mau giải thích cho cô nghe. Thưa cô, em chỉ giỡn cho vui thôi. Cái gì? Cô à, em chỉ giỡn chút cho vui thôi chứ có làm gì quá đáng đâu. Chính cô cũng biết rõ mà. Ở trong lớp, em chính là người phụ trách làm cho các bạn cười. Chết 50 lần câu em xin lỗi mai nộp cho cô. Và phải có con cháu của phụ huynh nữa. Món mè tủ nè. Shadow à, cơm có rồi, mau đang tối đi. Làm xong bài tập con sẽ ăn sao? Shadow vừa mới nói cái gì, mình có nghe lầm không ta? Thì mình đã sẵn sàng. Mình đã chép phạt xong rồi. Giờ chỉ cần lấy được con dấu của mẹ nữa là có thể ngủ ngon. Ngón gót, ngón gót. Coi nè. Ở đâu ta? Ở đâu? Ở đâu? Nó đây rồi. Đã tìm thấy rồi. Là ai đó? Có trộm, có trộm. Mẹ ơi, là con Shadow đây.
Vậy có nghĩa là con lén lấy con dấu của mẹ để đóng lên bài chép phạt của mình. Con bị cô giáo bắt chép phạt, sao dám nói dối là làm bài tập chứ? Nhưng mà con có làm gì sai đâu. Giơ tay lên. Con chỉ đùa giỡn với các bạn ở trong lớp mà thôi. Bắt con chép phạt như vậy là hơi quá khắt khe. Có đúng không mẹ? Gì hả? Vì con không muốn làm ba mẹ phải lo lắng chỉ vì bài chép phạt, bởi nó không quan trọng gì hết, nên con mới lén lấy con dấu thôi. Ôi trời, con thật sự là một người rất tuyệt vời. Từ giờ trở đi, mọi người ở trên thế giới này cần phải ca ngợi và cúi đầu trước mặt con, đúng chứ con? Cái gì hả? Chỉ đùa giỡn với các bạn mà thôi. Chọc kẹo bạn học chỉ là đùa giỡn thôi hả con? Vì ai cũng nghĩ rất là vui mà. Thôi rồi. Vậy thì người bạn con chọc ghẹo thì sao? Người bạn đó có cảm thấy vui hay không? Con có nghĩ tới cảm giác của bạn đó hay không vậy? Randy đâu có nói là bạn ấy hỏng thích đâu. Chadu à, nhớ lại lúc trước khi ba còn trẻ, cũng do ba có chiều cao thấp hơn so với những bạn trai khác cùng lớp, chính vì vậy ba luôn phải ngồi ở đằng trước. Con biết tại sao gọi bạn ấy là kẹo dẻo không? Sao lại gọi vậy? Vì bạn ấy nhỏ như kẹo dẻo vậy đó. Ủa nè, bạn thật sự đứng lên rồi đó hả? Vậy mà cứ tưởng bạn vẫn đang ngồi á chứ. Đúng rồi. Nè, đừng có chọc ghẹo mình. Vậy thì sao? Tụi mình cứ muốn chọc ghẹo bạn đó. Bạn định sẽ làm gì tụi mình đây hả? Để đánh mình sao? Phải, đánh thử coi. Ơi, mình đói bụng quá, lấy cho mình miếng bánh mì coi. Sao mình phải đi lấy hả? Không chịu hả? Đi mau đi. Kể từ hôm nay trở đi, bạn phải xách cặp cho tụi mình. Sao không chịu hả? Nè, muốn chết hả? Ôi, và cũng từ bây giờ bạn là bé tí teo. Đó chính là biệt danh mình đặt cho bạn đó nha. Tại vì bạn lùn quá nên khó có thể nhìn thấy được mà. Bé tí teo, mang cặp của tụi mình cẩn thận đó biết chưa? Chọc kẹo bạn ấy vui quá trời luôn đúng không? Chắc chắn rồi. Ba ơi. Ơi mình à, chuyện qua rồi. Nghĩ lại vẫn thấy rất đau lòng. Anh mới đúng là kẻ nói dối. Anh chính là kẻ chuyên gây rắc rối thì có. Anh đẹp bà xã, làm sao mà em biết được vậy? Mẹ anh đã kể hết với em rồi. Mẹ nói là anh không lo học, lúc nào cũng chỉ la cà phá phách với bạn bè mà thôi hả? Nhưng mà em có cần phải đem chuyện đó ra nói lúc này hay không vậy? Bộ không lẽ em phải im lặng khi biết anh đang nói dối trước mặt con của mình hay sao? Vậy liệu có tốt hay không khi nói với con rằng ba nó là kẻ gây rắc rối hả? Còn em thì sao chứ? Anh còn biết trước khi lên trung học em cũng từng là một nữ sinh nghịch ngợm ở trong trường á. Ôi trời ơi, em thật sự không có như vậy. Ai nói với anh? Em hay gái à. Của em đã kể hết đó. Ôi trời, hả? Cho cha đu. Nè, cho cha đu. Tất cả đều là lỗi của anh hết. Ai nói là lỗi của anh? Đó là lỗi của em mới đúng. Chứ ít ra thì anh cũng đã cố gắng. Giờ không phải là lúc mình cãi nhau. Làm sao để cha đu hiểu là nó đã gây ra chuyện gì ta? Mình ơi, sao chúng ta không thử cách này? Cách gì? Món gì thơm quá vậy? Mẹ ơi, bữa sáng có gì vậy mẹ? Mẹ ơi, mẹ không nghe con nói sao? Ba ơi, mẹ bị làm sao vậy? Bộ có chuyện gì sao? Mimi à, Tabi à, dậy đi. Bữa ăn sáng xong rồi. Ôi trời đất ơi, giờ này mà vẫn còn ngủ hả? Ba ơi, có chuyện gì vậy ba? Đau quá, bụng của mình. Trời ơi, phải đi vệ sinh mới được. Mẹ ơi, con thích quá. Tất cả mọi món mà mẹ nấu đều ngon nhất trần đời. Vậy sao? Con trai yêu quý của mẹ. Nói thiệt nha, mẹ cũng rất gì thích chứ? Sao hồi nãy mẹ lại làm ngơ mình? Mẹ ơi, vậy còn con thì sao? Đúng rồi, còn con nữa. Mẹ quên mất, là đứa con gái thứ hai của mẹ. Mimi à, mẹ thật hạnh phúc khi nấu thức ăn cho con.
đúng vậy, đúng vậy. Còn phần ba, mỗi ngày đều cố gắng làm việc chăm chỉ để có tiền mua thức ăn ngon cho các con đó nha. Còn con nữa. Ôi trời ơi, hả? Mới đây đã sắp tới giờ đi làm rồi sao? Mình ơi, nhanh lên đi, coi chừng trễ giờ. Phải, đúng rồi đó, anh phải chuẩn bị đi làm thôi. Còn con nữa, còn con nữa. Tại sao mọi người lại giả vờ không nghe thấy con nói? Tại sao lại giả vờ không nhìn thấy con? Tại sao? Ba mẹ thiệt là xấu quá đi. Con ghét hai người. Gì vậy? Ba mẹ làm vậy là muốn giỡn với con chút thôi mà. Đúng như vậy, ba mẹ chỉ giỡn với con một chút thôi. Con cảm thấy bị tổn thương, có đúng không? Con nghĩ điều ba mẹ làm có vui không? Nếu con ở vị trí của người đó, nó có thể khiến con bị tổn thương. Vậy con đã hiểu chưa? Bây giờ con đã hiểu được cảm giác của người bạn bị con chọc ghẹo rồi chưa hả? Hả? Con không biết. Giờ con đi học đây. Hả chị ơi, chờ em đi chung với. Chị ơi. Trời ơi, bạn bỏ đỡ rồi hả? Thật sự là vui lắm á. Mi mi mập kìa. Mi mi mập. Mi mi mập như con heo. Mi mi mập. Mi mi mập như con heo. Mi thiệt là quá đáng. Sao vô lại? Sao các em dám chọc ghẹo em gái Mi Mi của chị chứ? Giỡn cho vui đó hả? Mi Mi đang khóc kia kìa. Con biết là bị tổn thương rồi đó. Vậy mà dám nói là giỡn cho vui thôi sao? Chị ơi, có chuyện gì vậy? Chị có ổn không? Sao chị không la họ nữa vậy? Để họ khỏi chọc ghẹo em. Nhưng mà chị không có quyền la bất kỳ ai. Chờ em với. Sao chị đột nhiên bỏ đi gấp quá vậy hả? Chờ em với. Lúc giết em có suy nghĩ gì không? Dạ có. Em không biết việc chọc ghẹo của em có thể sẽ làm tổn thương tới một người nào đó như vậy. Từ nay trở đi, em sẽ không bao giờ đùa giỡn hay chế giễu bất kỳ ai nữa đâu. Ồ, thật tốt quá. Em đã hiểu được bài học của mình rồi đó. Nhưng mà cô ơi, bây giờ nếu như em muốn đối xử tốt với bạn Danji thì em phải làm sao thưa cô? Bất cứ việc gì mà em làm, nếu em có thể bày tỏ được sự quan tâm của em đối với Danji, bạn ấy cũng đều thích em à. Thật như vậy hả cô? Tất nhiên rồi. Món quà gì để thể hiện sự quan tâm với Danji đây? Mình biết rồi. Nè, Shadow, gì vậy? Bạn định làm gì với cây bút sáng của mình vậy? Danji à, sẽ không còn ai chọc ghẹo mấy cái nốt tàn nhang của bạn nữa đâu. Gì hả? Thật sự bạn muốn thử sao? Bạn không cần phải cảm ơn mình gì hết. Cứ xem như là món quà chuộc lỗi vì mình đã chọc ghẹo bạn suốt thời gian vừa qua. Chuyện này thật sự không có gì đâu à. Chúng ta là bạn bè mà. Mình chỉ làm những chuyện cần phải làm thôi. Chuyện này đã làm bạn cảm động lắm có đúng không? Mình biết ngay mà. Trời Chadu, thật sự cô không hiểu nổi. Lần này em đã chém bằng 100 lần.
줄 거야.